Edouard Mendy, thủ môn của Chelsea, người châu Phi duy nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Kể từ khi ra mắt Chelsea vào tháng 9 năm 2020, Mendy đã đạt được những thành tích đáng nể, góp phần vào một mùa giải khá thành công của Chelsea ở giải Premier League. Đặc biệt, Mendy góp công lớn vào thành công của câu lạc bộ khi giúp Chelsea góp mặt ở trận chung kết Champions League danh giá vào ngày 29 tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Mendy đã lập được thành tích cực kỳ đáng nể trong màu áo The Blue kể từ khi ra mắt sân Stamford Bridge vào tháng 9 năm 2020. Thủ môn người Senegal đã sở hữu 19 trận dứt sạch lưới. Dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, Mendy cũng duy trì phong độ cao khi giữ sạch lưới 7 trên 9 trận, cứu thua tới 15 lần và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. Mendy chia sẻ: "Tôi phải có trách nhiệm với những sự kỳ vọng xung quanh. Tôi cần đảm bảo rằng mình tiếp tục làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức trong quá trình tập luyện và thi đấu để các thủ môn khác theo chân tôi đến giải đấu này và có được cơ hội như tôi." Với chiều cao 1m97 cùng với sải tay dài, Mendy được xem là thủ môn có nhiều kỹ năng bắt bóng tốt hơn so với đồng đội Kepa. Anh được biết đến với khả năng phản xạ tốt, tập trung cao độ trong từng pha bóng và luôn giành phần thắng trong những tình huống đối mặt với thủ môn. Ngoài ra, Mendy còn gây ấn tượng với khả năng chọn vị trí và bắt bóng bổng cực tốt nhờ vào lợi thế chiều cao. Anh cũng có thể kiểm soát trong vòng cấm và điều tiết hàng thủ hiệu quả. Ý đài viết rằng Mendy đã từng là một chàng trai thất nghiệp. Đó là vào năm 2014, thời điểm Mendy mới 22 tuổi và đã không được thi đấu trong vài tháng. Câu lạc bộ cho anh nghỉ chỉ chu cấp một khoản tiền trợ cấp thất nghiệp nhỏ nhoi. Hơn thế nữa, cô bạn gái của anh sắp hạ sinh đứa con đầu lòng với Mendy, cho nên tiền đâu là vấn đề đầu tiên chàng thủ môn này nghĩ tới mỗi khi ngủ dậy. Nhận thấy tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ không đủ để trang trải cho gia đình, Mendy bắt buộc phải tìm kiếm công việc ngoài sân cỏ. "Tôi thực sự nghi ngờ về việc liệu tôi có thể tiếp tục thi đấu hay không", Mendy nhớ lại thời điểm lao đao nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. "Chính nhờ đó mà tôi có được ngày hôm nay",